Lu, gì? Đi uống mì ôm với ba không? Thôi, sao vậy? Thôi mà, hết tiền rồi, mì ôm biết. Ủa, mày không thích gái hả? Không. Trời đất ơi, mày bị bóng hả Lu? Cái gì? Ai nói tôi bị bóng? Nhưng mày nói mày không thích gái. Gái hả? Ừ, gái. Trời ơi, nó ngán lắm. Trời, gái mà mày ngán hả Lu? Ừ, làm như giờ mắc bệnh, sợ gái sao? Nhìn ngán, chịu nói. Thì thôi, tao đi mình, ở nhà nằm dưới cửa nghe. Nào về nhớ mang vài cục xương trả phí canh cửa nghe. Thèm xương hơn thèm gái. Canh cho kỹ nha, Tết nhất tới nơi rồi đó. Trộm cướp bây giờ ghê lắm nghe chưa? Coi chừng mất luôn cái đùm trứng giái của mày á. Trời ơi, tôi cộng kỹ lắm ông ơi. Yên tâm đi, đừng có lo. Thôi đi đâu đi đi, nói nhiều quá, ngứa đầu. Gì mày bị ngứa đầu hả? Ừ, bị gào nặng lắm. Trời, mày cũng bị gào nữa hả? Tưởng mày bị dê không chứ? Dê đâu mà dê, gào á. Mà sao bị gào vậy? Thì ở dơ nè. Biết mình ở dơ thì thường xuyên tắm gội đi. Nói chứ tuần tắm 8 cử lần mà vẫn bị gào. Từ dê mà chuyển sang gào thì chắc là mày đang bị nấm rồi đó luôn. Ê, tôi không có bị dê nghe, nu quá.